Hoa mai Tết Kỷ Hợi. chuẩn bị đấy, bông này bông sắp nở này. Cái bông này to ghê. Oh, nhiều cây lắm, nhiều cây mai lắm. Đấy, cây đây nữa, hai cây to đây nữa. Ôi quá trời luôn. Đấy, này nó nở này khoảng 20-30 ngày nữa nở ra là đẹp. Đấy, cây mai Bình Định đây. Ừ. Thế này là thế rồng bay lên trời. Thế gì này. Đấy, rồng.